Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 2 tháng 1, Tổ công tác Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Trãi gần ngã tư Láng, Trường Trinh đã thực hiện kiểm tra đối với một người đàn ông điều khiển xe Lexus và phát hiện vi phạm về nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này một mực giải thích mình đã uống rượu cách đây 2 ngày trước. Cụ thể, 21 giờ 20 phút tối ngày 2 tháng 1, Tổ công tác Y7141 tiến hành dừng xe kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe ô tô hạng sang Lexus GX470 mang biển kiểm soát 30E658XX thì phát hiện tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,117mg trên một lít khí thở. Danh tính tài xế xe Lexus được xác định là NHH, trú tại Thường Tín, Hà Nội. Người đàn ông lái xe Lexus cho biết đã uống rượu cách đây 2 ngày nhưng do thể trạng không thể giải được hết rượu nên khi cảnh sát kiểm tra vẫn có nồng độ cồn. Đối với lỗi vi phạm này, tài xế xe Lexus có thể bị phạt 7 triệu đồng, tức bằng 11 tháng. Đáng chú ý, trong lúc lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt, tài xế H liên tục gọi điện thoại ra bên ngoài để kêu cứu. Sau hơn 30 phút gọi điện trợ giúp không thành, tài xế H đành ký vào biên bản xử phạt. Cảnh sát tiến hành niêm phong phương tiện. Liên quan tới vụ xử lý những trường hợp vi phạm giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023, trên tuyến đường bộ, cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 21.466 trường hợp vi phạm, phạt tiền 37 tỷ đồng, tạm giữ 388 xe ô tô, 6.096 xe mô tô, 57 phương tiện khác, tước 3.603 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nội cồn là 4.298 trường hợp, vi phạm về ma túy là 14 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 3.399 trường hợp, cơ nới thùng xe quá khổ quá tải là 540 trường hợp.